hồ đá làng đại học của mọi người đã quay phim cảnh câu cá giải trí ở hồ đá cho tất cả các anh chị em và các bạn quanh xem nha. Đường đi nói chung là ra đây rất là gồ ghề luôn các bạn, rất là khó đi luôn nha. Ở đây có một cái dùng nước sâu nha mọi người. Ở trên đây có một cần thủ đang câu cá này, sơn ghé lại đỡ xem thử sáng giờ anh câu có con cá nào chưa nha các bạn. Phải lái xe ra đến tận nơi luôn, đặc biệt đỡ trên đường rất là nguy hiểm luôn nha. Cỡ con nào không anh? Con cái gì anh nhỉ? Cá này rất nhiều mà không chịu ăn. Cầu lua hả? Em cá này. Nay toàn cần lua không à? Dạ. Yeah. Mồi giả hả? Vâng anh. Yeah. Bờ bên kia cũng có nhiều người câu quá mà nãy giờ chưa thấy dính con nào. Cá này nó khôn. Thấy có con cá trà nó nổi lên to lắm mà câu hoài không ăn. Không phải một con đâu, nhiều lắm. Nó không chịu ăn. Nó không chịu ăn. Cá này thành tinh hết rồi. Chỗ này nhiều người câu lắm này. Xả cám nhiều không? Bánh mì. Giờ nắng đỡ sáng nhiều. Câu lua tầm 5-6 giờ, 6 giờ. Kiếm nhái giả lua cá lóc. Ở đây hả? À. Hả? À, anh đi quay phim hả? Dạo dạo quay phim có cái dính cá rồi quay coi mà hồ đá thấy câu nhiều mà ấy quá. Hồ đá có. Nhưng mà có người câu dính cũng con mấy chục ký á nha. Dạ. Nó mà là dính con to lắm. Câu mồi giả cá sắc. Dạ, cá sắc. Chung nó dính nhiều các anh quay. Cá gì toàn cá to không? Đây, bắt khoảng lúc này là lập. Chưa, chưa tới giờ có con nào cắn chưa? Không có con nào nó cắn nha chứ. Này mồi giả nó nhiều quá ta. À, nháy hơi còn có này. Đủ đồ chơi luôn. Đây là câu là cá quay kịp là chứ. Đồ gần bờ đây có cá con nhiều lắm này, không? Con nhưng mà cá mẹ đi đâu hết rồi. Ăn con đây nhiều lắm. Mình câu phao lưỡi nhỏ nó dính không biết. Cá nào ấy? Cá nhỏ 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 nhỏ, cá chép á. Chép nhỏ này. À. Cá rất lớn. Chỗ này buổi sáng câu sướng lắm tại vì nó mát. Dạ. Giờ này nắng rồi. Được lúc rồi anh. Sáng ngày em ra ngồi thử.
chưa chạy đi ăn cơm không về không tiếp. Đam mê. Sơ. Lý tưởng cho sinh viên ra câu. Gai cũng rất là nhiều luôn. Cáo anh. Dạo dạo quay có câu cá đó mà quay vui mà nãy giờ không thấy anh nào câu dính hết. Trời đất. Có con cá tra hay con cá gì bơi nổi lên to lắm nha. Đây kìa kìa kìa. Nó ăn khôn lắm. Bên kia có mấy ông canh qua đây mà không có dính lắm. Canh mà nó không ăn. Cá này mà cắn vô giật đứt cước á. Cắn vô cá là giục cây câu. Ồ chỗ này ốc đâu nhiều dữ ta. Ốc luôn. Ông trên này có ông đang ngồi cột cá sắt ông lùa. Cậu lùa á. À để chú kéo hả? À lùa cá lùa mồi 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 giả. Khó ăn lắm, cậu kia nó chưa ăn. Cá này lâu năm hết rồi. Nhưng mà dính là con mấy chục ký á. Khó ăn nhưng mà dính là có con mấy chục ký á. Hai ông nãy ngồi gấp bên đó, bữa ông coi câu dính con 23 kg. Ừ. Nhưng mà lâu lắm, lâu mới dính. Lâu mới dính được. Ủa, chỗ đây có bèo à. Lấy về nuôi cá cảnh. Cào sáng giờ luôn anh. À. Chơi trúng số. À. Nhiều khi đi câu cả ngày về mà tiền mồi với tiền chì là còn nhiều hơn. Con cá to quá ta. Cá nổi lên mặt nước mà không chịu ăn ha. Ủa, con trùng to. Trùng này đào đây luôn, khỏi mua. Đào luôn hả? Khô nè. Khủng quá ta. Trùng lâu năm rồi. Này lộn cái ruột nó ra hay sao? Sọc nữa không? Ui dồi. Có cái cây á. Nhìn ghê vậy. Trùng này đào mấy cái đống gốc rạ hay có lắm. Mới đào này. Sáng giờ đi mua nó không có. Ghê. Khiếp. Bao nhiêu? Ủa sao anh ta không thọt từ trên thọt xuống? Có cái cây thọt mà, đem cây đó. Ý là thọt từ trên nhợ dưới cái nhợ kìa. Lao thọt ở đây nó mới xỏ qua được.
cá nào mà nuốt trùng này là dữ lắm á. Trùng này mới nhảy nè. Trùng này mới nhảy. Trùng này nó mới nhảy nè. Trùng chê. Trùng này mà dính cá phải mấy chục ký. Cá dính là 45 50 ký đâu. Trên họ xuống chú. À có cá à. Trời ơi. Ý là có cái cây kìa, cái cây có lỗ á. Biết nó... rồi nhưng mà không có cây để trên chứ, trên nhỏ chứ còn xuống. Nhỏ rồi được cứng. Chứ cột với cọng dây, cột với cái đầu nè. Giờ mới tìm cách cột nè. Đào đất bờ bờ này à. Tò khiếp ha. Trùng này giống rắn con quá. Khủng, trùng này khủng. Chú có lấy cái lưỡi câu á, chú nát cái này nè, chú sỏ. Trời nguyên con trùng luôn. Trong cái sỏ con nhạo ra, đi tụt nè. Con ta đâm luôn. Mồi bén á. Ủa mấy trùng này mua tiền không chú? Trùng này mua tiền 10.000 được mấy con à chú. Đi ra tiệm mua trùng mà nó bán cho con chút 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 chứ kiếm đâu ra con bự đâu. Có. Xem luôn hết rồi. Thắng rồi, mua bài thắng rồi. Trời nguyên con luôn. Táp. Táp cái đầu rồi chú. Táp đuôi không? Đó. Còn táp chút nhỏ rồi nha. À, cầm 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 nó thấy bự rồi. Táp chỗ này còn, má táp như vậy rồi đó. Vô vô rồi, cậu má đi sức. Chữ dính cá chép thì 10 ký được rồi. Dính con là đi về được rồi, coi khỏi ăn câu nữa. Con là tham nữa. Một tham vô đáy. Tham không biết không. Hồ đây ngày nào cũng có cần thủ ra câu á. Ở đây thấy gian ít trời câu. Dập dập đây nè, xung quanh bờ đang đây mà ngồi câu đông lắm nè. Bên Sài Gòn một cái, biết một cái, ra đây chích hồ. Sài Gòn tìm tìm mấy cái hồ cá tra á. Cho câu dịch vụ. Câu giải trí thôi chứ còn nói mà đi câu bỏ tiền ra câu cuối buổi gì à, tiền câu nhiều hơn cá dính. Câu hồi tiền dạy 500. Câu này bình thường thì cũng hết 200-300 rồi đó. Mồi không hồi 50 rồi. Ở đây đã câu xong mắc chì, mắc thẻo, mắc lưỡi. Câu xong nó hay bị dính chì á. Nên người ta hay lấy cái bù lon đồ á. Sắt. Móc hai cục luôn hả? Cục lưỡi nó xa. Cái lưỡi dở quá, cái lưỡi xa. Về học cách luyện. Nặng nặng vô à, quăng đi xa. Thấy cục chỉ sợ chạy mất mẹ. Wow. Đó, ngay chỗ con cá nó hay nổi lên hay cắn đó. Cá xỉu ngang luôn. Cá vừa gấp đầu thấy chị xỉu ngang. Chị rất trúng đầu con cá. Vô có màu bán à. Chắc cũng có người câu trùng. Chùm. Má trời, đủ biện pháp hết rồi. À không chùm. Không tắp á. Đổi hướng. Đổi hướng biết đâu dính á.
này mình câu phao nữa, câu cá nhỏ nó dính không chung? Có chứ. Bữa thấy ở trên này có mấy con cá chép đỏ 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 đỏ, đỏ nó vô sát bờ. Chỗ đó câu lý tưởng quá ta. Nào đây mát. Ồ, cá con âm sầm này thấy không? Cá con vô lục bình nhiều luôn. Con sâm này con ấy nhiều. Wow, trên kia con cá nó bơi không? Cá nãy ở dưới đây nó bơi lên kia to đùng. Kinh thật. Câu mày đặt là giật mọi tay luôn. Qua mấy kia câu có nó có ăn đâu. Không ăn hả? Câu lưỡi nhỏ.